Một ngày giáp Tết tại tuyến đường thuộc ấp Nguyễn Huệ 1, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, các bạn đoàn viên thanh niên bắt tay thực hiện dự án đường cờ thanh niên với 200 lá cờ Tổ quốc được treo dọc hai bên tuyến đường. Đây là dự án nằm trong chương trình Xuân Tình Nguyện Tết Sẻ Chia của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thống Nhất phối hợp với Đoàn khoa Cơ khí Chế tạo Máy, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tổ chức. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì nhà nhà, nơi nơi đều thực hiện treo cờ Tổ quốc. Thì em cũng thấy điều đó rất là ý nghĩa, nên em cũng có đề xuất ý kiến với địa phương là cho em thực hiện đường cờ Tổ quốc. Đối với em thì đường cờ Tổ quốc này là thể hiện được tinh thần lòng tự hào của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ thanh niên, tuổi trẻ có một lòng yêu nước nồng nàn. 20 đoàn viên, mỗi người mỗi việc, nâng niu từng lá cờ, tạo nên một con đường rợp bóng cờ Tổ quốc, rực rỡ mà trang nghiêm. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp. Đây là một cái mô hình nhân rộng ra để trong toàn ấp thì vào những ngày lễ Tết cổ truyền dân tộc chúng ta cắm lá cờ đỏ Tổ quốc lên thì chúng ta mang một cái nghĩa là Tổ quốc là đặt lên cao nhất, mà rất là vui mừng mà khi mà các em đã tự xây dựng một cái đường cờ. Mà đây nhân tiện đây cũng là một cái sức lan tỏa để chúng tôi có một cái suy nghĩ để chúng tôi tiếp tục xây dựng những cái tuyến đường khác trong cái khu dân cư ngày một là sáng xanh đẹp và những cờ Tổ quốc. Nhìn con đường quê nông thôn mới rợp bóng cờ Tổ quốc, chắc hẳn ai cũng dâng lên trong lòng những cảm xúc thiêng liêng. Và vui hơn khi công trình làm ngay trước thềm mừng xuân, mừng năm mới.